Bóng chuyền nữ Afghanistan không có sân tập tại ASEAN 2023. Quá bức xúc vì Trung Quốc chưa có chỗ tập cho Afghanistan. Thưa quý vị, môn bóng chuyền nữ ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Thế nhưng, mới đây hãng thông tấn Reuters cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ Afghanistan đã có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc từ thứ Năm tuần trước. Đáng nói là đến thời điểm này, họ vẫn chưa có sân để tập luyện. Ông Khushan Malaki, trưởng đoàn bóng chuyền Afghanistan bức xúc nói, chúng tôi vẫn chưa thể tập luyện được. Điều đó khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Afghanistan vẫn phải tập trong phòng gym. Chúng tôi cần cho các cầu thủ tập luyện với trái bóng. Tôi không biết lý do tại sao nước chủ nhà có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng họ không thể sắp xếp sân tập cho chúng tôi. Nếu các cầu thủ không thể tập luyện trên sân thì mọi sự chuẩn bị giống như bắt đầu từ con số 0. Ông Khushan Malaki cũng cho biết thêm, đội tuyển bóng chuyền nữ Afghanistan chỉ được sắp xếp một buổi tập duy nhất vào thứ Năm tới, tức chỉ 2 ngày trước khi họ bắt đầu trận ra quân. Đáp lại, ban tổ chức ASEAN 19 thông báo, Afghanistan không phải là quốc gia duy nhất chưa thể tập luyện ngay lập tức. Nguyên nhân do nhiều sân tập sẽ chỉ bắt đầu được mở cửa từ thứ Năm tới. Được biết, tuyển nữ Afghanistan nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Kazakhstan và Hồng Kông, Trung Quốc. Ngày 30 tháng 9, Afghanistan thi đấu trận mở màn với Kazakhstan.